Xin kính chào toàn thể mọi người. Và video ngày hôm nay thì trước khi vào thực hiện thì mình xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể những anh em nào mà đã ủng hộ mình qua lời kêu gọi bằng cách là đăng ký kênh phụ của mình. Trong một vài cái ngày hôm trước thì mình sẽ đăng tải lên cái tab cộng đồng trên kênh chính của mình là kênh HTPro 189. Và mình đang phát triển thêm một cái kênh phụ nữa và muốn hướng ra nước ngoài với những cái nội dung nó có thể song song với cái kênh chính này, nhưng mà nó sẽ không có lời nói chi tiết bằng cái kênh chính, mà nó chỉ có hình ảnh video cũng như là có chữ và có nhạc nền. Thì video ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ kêu gọi tất cả các anh em, những ai mà đã từng ủng hộ mình, đăng ký mình kênh chính này suốt từ thời gian đầu tiên, thì tiếp tục đây mình sẽ có một cái kênh phụ nữa và muốn phát triển hơn nữa song song hai kênh. Thì mình sẽ đặt cái link kênh phụ ở dưới cái phần mô tả của cái video này, và rất là mong anh em nào như chúng ta quan tâm thì chúng ta cũng có thể vào đăng ký ủng hộ cũng như là theo dõi những cái video mình chia sẻ lên đó. Và với cái việc đăng ký kênh thì nó hoàn toàn là miễn phí, các bạn có thể theo dõi những cái chia sẻ của mình trên kênh. Còn bây giờ mình sẽ quay sang cái vấn đề chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện ngày hôm nay, một cái mạch điện rất là ứng dụng cũng như là rất là hay và thực tế. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ lấy một cái con Chanito D718 để làm lên một cái mạch điện đơn giản cũng như rất là hay và tính ứng dụng cực kỳ cao. Và những anh em nào chúng ta quan tâm về điện tử, về những mạch điện, và đặc biệt là chúng ta cần test những cái viên pin 18650 thì với cái mạch điện này nó hoàn toàn có khả năng chúng ta test được một cách rất là chính xác cũng như là rất là rẻ tiền. Thì ở đây là những cái con D78 các bạn có thể nhìn thấy. Đó. D78. Thì bây giờ mình sẽ lấy một con trong số này để mà làm lên một cái mạch điện test được viên pin 18650. Đây chính là những cái viên pin 18650 này các bạn. Dung lượng của pin ấy, thì nó địa áp là 3,7V. Khi đầy nó khoảng tầm 4V đến 4,2V. Thì thông thường là nó khoảng chừng 2000mAh, tương đương với 2A hoặc là 2,5A. Thì có một số loại đề có thể đề giả, ví dụ như 4800mAh như này thì nó có thể là đề giả nha các bạn. Còn thông thường chỉ là 2000 và 2500mAh là loại tốt rồi các bạn nhé. Thì để mà kiểm chứng đo được những cái viên pin này thì chúng ta cần phải có mạch. Và nếu như không có mạch tự làm thì chúng ta phải mua với những cái đồng hồ nó có giá trị vài trăm nghìn. Nhưng trên thực tế thì nó còn đo chậm hơn rất nhiều so với cái video chia sẻ ngày hôm nay của mình. Vậy thì đầu tiên mình sẽ có một con D718. Sau đó thì mình sẽ có thêm con C2383 các bạn nhé. Chanito C2383. Với cái việc làm ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng con Chanito. Nó sẽ làm việc tốt hơn nhiều so với con MOSFET với cái công việc này. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng cái con diode bao gồm 3 con các bạn nhé. Bao gồm là 3 con. Và cái diode loại này thì mình đang sử dụng là loại FR107 như các bạn nhé. FR107, số của nó rất là mờ nhưng nó là FR107. Đó, như vậy là các bạn đã đủ để tạo thành một cái mạch chúng ta test pin một cách cực kỳ đơn giản mà chính xác. Để mà tản nhiệt cho cái con D78 này khi test, thực ra thì nó cũng không quá nóng đâu, nhưng mà mình sẽ sử dụng với một cái miếng nhôm tản nhiệt như này để cho nó làm cái video này nó để chắc chắn các thứ nó dễ dàng hơn. Chứ còn nếu như cái công việc này thì nó hoàn toàn không quá nóng. Các bạn test trong thời gian khá là ngắn, nó chỉ khoảng 5 đến 10 giây là chúng ta đã test xong một quả pin rồi. Còn nếu chúng ta test hàng trăm quả pin thì chúng ta cũng nên có một cái tản nhiệt to như thế này vậy. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt ốc cái con D718 này vào cái tản nhiệt nhé. Đó, các bạn sẽ bắt như này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm tăng cái độ nhạy của con D718 này lên. Thì mình sẽ sử dụng với con Chanito là 2383 C2383 các bạn nhé. C2383 Chanito. Mình sẽ mắc theo chân là chân 1 với cái chân 1 của con D78, chân 2 với chân 2 của D78 và chân 3 sẽ đấu sau. Nên bây giờ mình sẽ kết nối vào đã. Mình sẽ hàn mối vào đây. Sau khi mà hàn xong thì các bạn sẽ nhìn được nó như thế này. Đó, rất là chi tiết rồi các bạn nhé. D718 và C2383 chung nhau như này. Tiếp đến thì mình sẽ kết nối diode, 3 con diode lại với nhau. Và các bạn nhớ chú ý rằng 3 con diode này nó sẽ được nối là theo chiều xuôi như này, vạch trắng này vào phần thân đen con kia, và 3 con tương tự như vậy.
ba con tương tự như vậy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hàn với cái mạch điện này. Các bạn nhớ chú ý rằng là phần thân đen của diode này chúng ta sẽ hàn với cái chân số 2 của con D78 và tiếp tục nối tiếp thêm một con nữa tương tự như vậy. Cứ như vậy cho đến khi nó nối vào cái chân của con chân số 3 của con C2383. Sau khi mà nối xong thì các bạn sẽ được nhìn thế này. Và các bạn chú ý rằng là cái phần vạch trắng này, phần vạch trắng này và được nối từ đây vào đây. Như vậy là các bạn đã tạo thành một cái mạch test pin cực kỳ đơn giản nhưng cực kỳ là chính xác đấy các bạn nhé. Cũng như là nó có độ test nhanh nhất trong các cái dòng máy test bây giờ. Gần như không có máy nào mà test nhanh bằng cái mạch điện này. Với cái nguyên lý test của cái mạch điện này ấy, thì nó chỉ đơn thuần là chúng ta cho cái viên pin các bạn xả đến tận cái điện áp thấp nhất mà mình đặt với ba con diode này. Và mỗi một con diode này, nó mồi bán dẫn này nó đi qua nó thì nó mất khoảng chừng là 0.6V. Và mình có thêm một con ở đây nữa thì nó mất thêm một con nữa thì nó khoảng 0.6V nữa, tức là 4 con. Đó, thì nó cái dòng xả khi mà nó xả cho viên pin xuống cái điện áp thấp nhất là khoảng tầm 2.6 đến 2.8V các bạn nhé, thì nó sẽ dừng việc xả. Và khi mà nó dừng cái việc xả đến cái mức độ đó thì chúng ta sẽ đo được cái dòng xả mắc của viên pin nó là bao nhiêu. Và tất nhiên là khi mà chúng ta muốn xả được, chúng ta muốn đo được cái dòng xả của viên pin thì chúng ta cần phải có một cái đồng hồ đo dòng nữa. Và ở đây mình sẽ có một cái đồng hồ đo dòng. Với đồng hồ đo dòng này nó sẽ đo được mắc là 10A. Bây giờ mình sẽ bật mức đo dòng. Và đây chính là đo dòng DC các bạn. Đó. Ở đây thì mình sẽ có mấy quả pin như này. Và mình sẽ cần test xem quả nào còn tốt để mình sử dụng cho một cái việc nào đó. Thì với cái đồng hồ đo dòng này nó sẽ có hai cái que đo này các bạn. Chúng ta sẽ không thể nào mà cặp trực tiếp vào cái viên pin này được đâu, mà chúng ta sẽ phải thông qua cái mạch điện này. Với cái mạch điện này thì mình sẽ làm như thế này. Cái que đen của đồng hồ đo dòng này các bạn sẽ cấp với cái chân đỏ, tức là chân số 2 của con D78. Còn lại cái chân số 3 D78 là chân nhận điện áp âm. Que đỏ của đồng hồ là nhận điện áp dương của viên pin. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo viên pin nhé các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ có một cái viên pin này là 3.7V. Và cái dòng đề mắc đây là 4.800, nhưng không biết nó phải hay không. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo và cũng như là xem nó còn tốt hay không. Trước khi đo thì chúng ta phải sạc đầy cho viên pin các bạn nhé. Sạc đầy cho viên pin. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm chứng cái viên pin này nó còn cái điện áp trong viên pin là bao nhiêu. Và để đo được cái điện áp trong viên pin thì mình sẽ sử dụng với một cái đồng hồ nữa, đồng hồ số, và đo cái điện áp DC, điện áp một chiều. Mình muốn test viên pin này thì mình sẽ đo cái điện áp trong viên pin này trước đã. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng viên pin đang báo là 3.4V. Đó, 3.4V. Và mình sẽ đo cái dòng xả của viên pin này. Que đen này sẽ vào âm phần âm này. Đây này các bạn này. Que đỏ vào phần dương này. Thì các bạn thấy rằng viên pin này của mình đang có cái dòng xả chỉ là 0.9, 0.6, xuống rất nhanh, 0.6 và 0.7 thôi ampere. Đó, như vậy là viên pin này không đạt yêu cầu các bạn nhé. Nếu như mà chúng ta đã sạc đầy mà chúng ta test như vậy là không đạt yêu cầu rồi. Tiếp đến thì mình sẽ đo với một viên pin khác. Những viên pin này thì nó phải đủ điện áp. Điện áp 2.1V thì nó sẽ không thể đo được các bạn. Đây các bạn thì nhìn thấy dòng xả chỉ là 0.04A. Như vậy là viên pin này cũng vứt đi rồi các bạn nhé. Nếu như chúng ta đã sạc đầy mà nó có cái dòng sạc xả rất thấp như vậy là chúng ta phải bỏ đi rồi. Còn viên pin này thì các bạn sẽ đo với cái điện áp của nó. Điện áp của viên pin này là 3.5V. Và cái dòng xả của viên pin này là bao nhiêu khi mà đã mắc cái mạch điện cũng như là đồng hồ báo ampere đo. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là viên pin này nó có cái dòng xả khá là cao, lên tới 2.500mA, tương đương với 2.4A các bạn nhé. 2.4, 2.5A. Như vậy là nó mới đạt yêu cầu. Và chúng ta muốn đạt biết được rằng viên pin này đạt yêu cầu nó chuẩn xác 100% thì chúng ta sẽ giữ như vậy trong cái thời gian là từ 10 giây. Từ 5 cho đến 10 giây. Và nếu như thời gian mà nó trụ được càng lâu với cái số ampere cao thì chứng tỏ viên pin của các bạn là còn rất tốt. Đó, các bạn nhìn thấy này.
dòng xả có xuống dần. Đó, nếu như dòng xả mà nó cao và giữ được lâu thì chứng tỏ rằng là viên pin của các bạn tốt. Và với một cái mạch điện rất là đơn giản thì chúng ta đã test được những cái viên pin này một cách rất là nhanh, gọn. Đó, các bạn thể nhìn thấy là pin khi mình test khoảng tầm 10 cho đến 15 giây đồng hồ thì nó còn khoảng 3,3V, bởi vì đây tất cả đều là những viên pin cũ ấy các bạn. Mình sẽ test lại một lần nữa này. Đó, dòng xả là khoảng tầm 2A, 2,1A. Mình sẽ giữ như vậy. Với cái điện áp như này và cái dòng xả như này thì cái con D78 của các bạn nó chỉ không thấy nhiệt độ gì cả các bạn nhé, không thấy nhiệt độ gì. Với mạch điện này, với tản nhiệt này các bạn có thể test cả ngày được vô tư chứ không có hiện tượng bốc khói gì đâu. Dòng xả của nó đã lên tới khoảng 2A rồi đó, dòng xả 2A mà nó cũng chưa có vấn đề gì với tản nhiệt như vậy cả. Đó, các bạn nhìn thấy không, test cực kỳ chính xác. Chỉ đơn giản là một cái đồng hồ đo ampere khoảng 10A, đồng hồ số thì càng tốt các bạn, bởi vì nó hiển thị được cả cái không phẩy thì rất là tốt. Đó, còn về cái phần mạch điện nó chỉ bao gồm có đúng duy nhất mấy con linh kiện này thôi, một con D78, một con C2383 và kèm theo là ba con diode FR107. Cái chân này sẽ được nối qua cái đồng hồ đo dòng và cái chân này là nhận điện áp âm từ pin. Còn cái dây mà còn lại của đồng hồ đo dòng sẽ là nhận điện áp dương từ pin. Như vậy là các bạn đã làm thành một cái mạch test cực kỳ đơn giản. Và với những anh em điện thì không thể nào mà không có những cái linh kiện như này để làm theo được. Và nếu như các bạn mà đã xem video này, làm thử thành công, thì hãy quay lại cho mình những cái bình luận tích cực, cũng như là để lại cho mình một like. Hoặc là chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Rồi, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này.